xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với sổ tay fangirl, còn mình là Mo. Không biết ở nhà như thế nào rồi nhưng mà ở bên này thì trời bắt đầu vào xuân và cũng hơi nóng nóng một chút rồi, bây giờ tớ vô cùng nóng đây. Trong thời tiết nóng nực như này làm thế nào để vừa khỏe mạnh còn vừa xinh đẹp với cả bồng ba nữa. Và ngày hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho các bạn những vật dụng cần thiết tối quan trọng mà các fan Hàn cũng như là tớ thường phải mang theo khi đi xem concert vào mùa hè. Chúng mình cùng bắt đầu nào! Đầu tiên đó chính là vé. Đã là một fan girl thì không có cái cảm giác nào sung sướng mà cái cảm giác mà đang cầm cái vé concert trên tay rồi phải không nào. Nhưng mà tại vì cái vé này nó rất là bé và mỏng cho nên là rất dễ bị mất. Cho nên là các bạn đừng có mà sung sướng hạnh phúc quá mà cứ lôi ra ngắm để mà rớt ở đâu không biết nha. Nhớ phải giữ cẩn thận đấy. Và thứ hai đó chính là lightstick. Đi xem concert mà không có lightstick thì còn gọi gì là concert nữa đúng không nào? Đi xem concert mà không có lightstick thì kiểu như là các bạn đang bị cả thế giới rung bỏ vậy. Thỉnh thoảng tớ đi xem concert cũng thấy một vài bạn không mang theo lightstick. Không biết là các bạn đấy để quên ở nhà hay là chưa kịp mua hay thế nào, nhưng mà từ đầu đến cuối concert các bạn ấy ngồi như thế này. Tất cả mọi người xung quanh đang đứng quẩy còn mình như thế này. Xong rồi mọi người bên cạnh cũng sẽ nhìn như thế này. Mình hiểu cảm giác đấy tại vì mình cũng nhìn như thế này. Với cả là nhìn cái cây lightstick nhỏ nhỏ như thế này thôi nhưng mà rất là có tác dụng trong việc quẩy. Kiểu như là lúc nhạc đen thì các bạn có thể cầm lightstick đập hết mình như này. Còn những lúc hát nhạc ballad thì có thể cầm lightstick đung đưa theo điệu nhạc như thế này. Nếu mà không có lightstick thì dùng tay thôi cũng được ấy hả? No. Các bạn cứ thử tưởng tượng oppa nhà mình đứng ở trên sân khấu với ánh đèn rọi sáng choáng ngợp. Còn nơi mà chúng ta đứng đó chính là dưới sân khấu, không ánh đèn, không ánh điện. Tất cả những gì chúng ta có thể làm đó chính là tự rọi sáng mình bằng chiếc lightstick như thế này. Nếu mà các bạn mà không có lightstick mà chỉ vẫy tay không ấy thì có vẫy tay cả ngày cũng không ai nhìn thấy gì đâu. Còn thứ ba đó chính là điện thoại và sạc dự phòng. Còn cái này thì có lẽ là không cần giải thích nữa, các bạn cũng biết rồi đúng không? Và thứ tư là một thứ cũng quan trọng không kém, đó chính là nước. Nước thành phần chiếm 70% trọng lượng cơ thể con người. Lúc mà xếp hàng hay là đi xem concert, đứng chờ bao hồi hộp thì có lẽ là các bạn không cảm nhận thấy gì đâu, nhưng mà mất nước cực kỳ luôn. Nhất là vào trong mùa hè nóng nực như thế này thì rất là dễ mất nước, cho nên là bắt buộc phải chuẩn bị nước nếu mà không muốn bị chết khô trong mùa hè. Không biết các bạn như thế nào nhưng mà nếu mà trời nóng mà đói thì mình thường hay bị tụt huyết áp. Cho nên là những lúc đi xem concert thì mình thường hay phải chuẩn bị những đồ ăn như thế này để tránh tình trạng bị tụt huyết áp. Và nếu mà đói là phải tiếp tế ngay lập tức. Và đây là chocolate của 101, hình ảnh cũng xong luôn. Các bạn có thấy không? Ở Hàn thì hầu như tất cả các concert đều có thể mang đồ ăn và nước uống vào. Nhưng mà ở Việt Nam thì nơi có hoặc là nơi không. Cho nên là trước khi đi xem concert thì các bạn nhớ tìm hiểu kỹ vấn đề này nha. Tiếp theo đó chính là... có lẽ là các bạn cũng biết đây là cái gì rồi đúng không nào? Đây chính là lót giày. Đi xem concert mà nhất là vé đứng ý, thì các bạn nên chuẩn bị tinh thần là tất cả mọi người xung quanh đều rất là cao hoặc là đi giày cao gót hết. Cho nên là nếu mà các bạn không đi giày cao gót hay là chuẩn bị tinh thần kỹ hay là đi giày đế cao thì cứ chuẩn bị tinh thần là đứt dây cước không nhìn thấy cái gì hết. Tuy nhiên cũng không cần phải lo lắng nhiều. Có rất nhiều cách để các bạn có thể ăn gian chiều cao. Ví dụ như là đi giày cao gót này, đi giày thể thao đế giày và dùng lót giày. Với mình thì mình không hay thích xếp hàng cho lắm cho nên là mình thường đi giày cao gót. Còn nếu không thì các bạn có thể tìm những cái loại giày thể thao đế giày ở bên này. Không biết ở nhà có không, nhưng ở bên này có cái loại giày thể thao cao tầng này. Nếu mà các bạn đi concert ở bên này thì sẽ thấy hầu như tất cả các bạn đều đi cái đôi giày đấy hết. Nó còn cao hơn cả giày cao gót nữa cơ. Còn nếu không thì có thể dùng lót giày như thế này cũng ok. Và tiếp theo, quan trọng cũng không kém, đó chính là đồ trang điểm. Tuy chúng mình là fan nhưng mà cũng là girl mà, có đi xem concert hay là gặp oppa hay là thế nào thì bắt buộc không được quên là phải xinh đẹp. Đây là những cái vật dụng mình thường hay chuẩn bị khi đi xem concert. Cũng hầu như là chả có gì, chỉ có... với cả là những bạn nào mà để tóc mái vào mùa hè thì ra ngoài một lúc là tóc sẽ bết vào đúng không, mà chúng mình đi xem concert là phải xếp hàng cả ngày, tóc rất là nhanh bết. Buổi sáng đi xem concert thì rất là xinh đẹp đến concert nhưng mà đến lúc vào concert thì tóc bết hết. Cho nên là nếu mà tránh trường hợp như thế thì mình có một tip cho các bạn, đó chính là sử dụng cái lô này lúc mà đứng ở ngoài cổng chờ.
khi nào vào con rớt thì tháo ra cũng được. Thà rằng quấn như thế này thì tóc không bị bết còn hơn. Khi nào vào con rớt tháo ra là được mà. Và bây giờ đó chính là phần quan trọng nhất. Tớ sẽ giới thiệu cho các bạn những cái vật dụng cần thiết khi đi xem con rớt vào mùa hè. Đầu tiên đó chính là quạt. Cái này thì đi đâu cần thiết chứ không nhất thiết là phải đi xem con rớt. Vừa tiện lại còn vừa mát nữa. Nhưng mà có một lưu ý là đi vào trong concert thì cái này chỉ dành cho những cái bạn nào mà đi vé ngồi thôi. Còn những cái bạn nào đi vé đứng thì đừng có dùng, không là bị quấn vào tóc người khác nha. Còn nếu mà nóng quá ấy, không còn cách nào khác thì để lên đầu này quạt cũng được. Nhưng mà nhớ cẩn thận đừng làm quấn vào tóc người khác nha. Còn thứ ba đó chính là cái này. Chắc là các bạn cũng thấy cái này quen quen rồi phải không nào. Đây chính là miếng dán hạ sốt mà ở hồi bé chúng mình hay dán lúc mà bị sốt ấy. Nếu mà các bạn đi xem concert vào mùa hè ở bên này thì sẽ rất là hay thấy các bạn fan Hàn dán này đi đi lại lại. Các bạn ấy không phải là bị sốt đâu mà là dán này trong mát ấy. Thì mình dán thử nhá. Cảm giác như là đóng đáo luôn ấy. Kiểu mùa hè mà nắng nóng chiếu vào rất là nóng ấy. Đầu rất là nóng ấy mà dán này vào kiểu cảm giác hạ nhiệt ngay lập tức. Với cả có một bí quyết nữa đó chính là dán cái này xong xong rồi là sử dụng quạt. Quạt dán này thì kiểu như là đóng đáo luôn. Cái này ở nhà hình như là rất là rẻ thôi sao ấy. Không mì. Thì ra dán ấy. Nhưng mà có điều là các bạn nhớ chọn những cái loại mà dán có sức dán cao nha, không có bị rơi mất. Và vật dụng cuối cùng mà tớ muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là ống tay chống nắng. Đi concert về đứng vào trong mùa hè thì cái lúc mà cửa mở ra xong rồi tất cả mọi người xồ vào, xong rồi chèn ép, xong rồi mặc áo nắm tay, tất cả mọi người ai cũng tỏa mồ hôi. Nhất là với những cái bạn nào mà tuyến mồ hôi viết ra nhiều thì ôi là thôi rồi, cái cảm giác đấy nó nhớp nháp thế nào có lẽ là các bạn cũng có thể tưởng tượng ra. Thì để tránh trường hợp như thế, các fan Hàn thường hay đeo cái này khi ở bên trong concert. Với cả cái này nó thần kỳ ở cái chỗ đó là đeo vào rồi xong rồi bị vã mồ hôi ra thì cảm thấy rất là mát. Kể cả có phải là đi concert hay là ở ngoài thì cũng nên mua cái này sử dụng nha các bạn. Theo mình biết thì ở Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu bán cái này rất là nhiều. Các bạn có thể lên mạng search thử nha. Và tớ đã giới thiệu xong cho các bạn những vật dụng cần chuẩn bị khi đi xem concert vào mùa hè ở bên Hàn. Có lẽ là trong những cái bạn đang xem video này thì có những bạn đã được đi xem concert rồi, có những bạn chuẩn bị đi xem concert, hoặc là có những bạn chưa được đi xem concert lần nào. Nhưng mà các bạn cũng đừng buồn nha. Nếu mà các bạn kiên nhẫn chờ đợi thì một ngày nào đó cơ hội gặp thần tượng sẽ đến với các bạn thôi. Chúc các bạn đu dây thành công. Giới thiệu các bạn, đây là vé concert của Trung Niên năm 2016. Thật ra trên vé nó không có cái dấu son này đâu. Nhưng mà mình đi xem concert về hưng phấn quá. Thế là chụp một phát là vé.